Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Em lên cho các bác một mẫu chim họa mi mà rất nhiều anh em thích luôn anh em nhá. Mẫu họa mi chân vàng, mỏ vàng, lông vàng anh em nhá. Và đuôi xòe anh em ạ. Em này thì không biết là sau này có xòe cứng hay không, nhưng mà hiện tại là đuôi rất là to như này anh em này. Rất là đẹp quá nhá. Anh em thấy không? Bản đuôi rất là to anh em nhá. Hứa hẹn sau này sẽ là một em xòe VIP anh em nhé, xòe rất là bền luôn đấy. Lông đuôi đang dài nhé anh em nhé. Chim rất là đẹp luôn, mỏ vàng, chân vàng anh em nhé, họa nét, hót tốt, giọng hay. Anh em nhìn đầu mặt này, đầu mặt rất là đẹp nha các bác nhá. Chân này, chân vàng này. Đó. Con này thì chim khoảng tầm 35 lồng anh em nhá, thuần. Móng bộ đẹp, dáng dấp ok anh em nhá. Bản đuôi xòe này, đang ra này. Chim rất là ok nhá. Anh em nào có nhu cầu về em họa mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Ngoài chim ra thì em có cả cám chim anh em nhá. Cám thì có cám mi, cám khiếu, trò mào, chòe lửa, chòe than và cám tổng hợp anh em ạ. Anh em có nhu cầu thì anh em ủng hộ em nhá. Con này rất là ok anh em ạ, về giọng hót cũng như về bản đuôi, như về cái hình thể bên ngoài của nó anh em nhé. Nói chung là chim rất là ok luôn anh em ạ. Kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Chìm rất là điềm đạm anh em ạ. Con này họa rất là to lét nha anh em nhá. Con nào bục kết em này thì alo cho em nhá. Rồi em xin phép dừng video ở đây nhá. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá.